Ngày 14 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đã chủ trì phiên họp thứ 12 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành, chủ đầu tư và đơn vị thi công các công trình dự án. Theo báo cáo, hiện nay cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia trọng điểm, trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án đường bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xây dựng hoàn thành 674 km, nâng tổng số đường bộ cao tốc khoảng 2.000 km, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương có dự án đi qua, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, làm tiền đề hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc trên toàn quốc. Tại phiên họp thứ 12 này, các bộ ngành địa phương báo cáo thảo luận kết quả thực hiện, những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu san lấp, việc thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp, đồng thời rà soát, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án. Phát biểu trong phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu cho biết, tỉnh đã chủ động triển khai các công việc đối với dự án cao tốc đoạn đi qua tỉnh Sóc Trăng. Và hiện nay, các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công, tiến độ cơ bản đáp ứng theo cam kết. Để từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tỉnh Sóc Trăng kiến nghị bộ ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn cho chủ đầu tư các dự án thành phần trong công tác quản lý tiến độ, chất lượng, giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thi công, đồng thời hướng dẫn cụ thể về phương pháp xác định khai thác, thẩm quyền cấp phép khai thác cát biển ngoài khu vực 6 hải lý. Sóc Trăng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét giao khu vực biển cho nhà thầu được giao khu vực mỏ, khoáng sản, cát biển theo cơ chế đặc thù sau khi tỉnh Sóc Trăng cấp bản xác nhận cho nhà thầu. Đối với kiến nghị với chính phủ thì Sóc Trăng kiến nghị với chính phủ là điều chỉnh, sửa đổi bổ sung khoảng 2, khoảng 3, điều 8 của Nghị định số 11 năm 2021. Sao cho đừng vướng với cái điều 82 của luật khoáng sản. Bởi vì điều 82 của luật khoáng sản thì quy định là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nhưng nghị định khoảng 2, khoảng 3 của nghị định 11 thì thẩm quyền của tỉnh thì chỉ được quản lý từ 6 hải lý trở vào. Ngoài 6 hải lý thì thẩm quyền của bộ, của chính phủ. Như vậy không thuộc thẩm quyền của tỉnh thì tỉnh không thể nào cấp bản xác nhận. Bởi vì cấp bản xác nhận thì phải khai thác thăm dò, khoan thăm dò, rồi chấm tọa độ v.v. Cho nên nếu không thuộc thẩm quyền thì không thể được. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương, đánh giá cao các địa phương đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án tuyến cao tốc Bắc Nam, phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, một số địa phương còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung ứng vật liệu xây dựng thì phải tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm. Một số nơi đã sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp thì phải đánh giá khách quan, trung thực, xem có bị nhiễm mặn không. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khi thực hiện các dự án trọng điểm này là phải trên tinh thần bàn làm, không bàn lùi. Tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phối hợp tập trung thúc đẩy các dự án, đảm bảo tiến độ chất lượng dự án, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động, nhất là trong việc điều phối, chia sẻ vật liệu san lấp tại các dự án đường bộ cao tốc ở từng địa phương. Trong một nội dung liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành công văn số 3766 về việc quản lý, cấp phép khai thác cát biển phục vụ các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội. Công văn này đã giúp Sóc Trăng được cấp quyền khai thác cát biển cho các nhà thầu ở phạm vi ngoài 6 hải lý. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu ký công văn gửi đến chính phủ về việc báo cáo khó khăn vướng mắc liên quan đến việc quản lý, cấp phép khai thác cát biển tỉnh Sóc Trăng phục vụ các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết số 106/2023 của Quốc hội. Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đề nghị đối chiếu với quy định hiện hành của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan,
Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về thẩm quyền cấp phép khai thác cát biển phục vụ cho mục đích san lấp mặt bằng hiện đang được xem là khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép thăm dò khai thác của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản, không phụ thuộc phạm vi trong hay ngoài 6 hải lý. Đồng thời, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao khu vực biển cho nhà thầu xin phép khai thác cát biển cung cấp cho dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đã làm rõ về thành phần hồ sơ đề nghị giao khu vực biển và các nội dung liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị tổ chức liên quan nghiên cứu sớm triển khai thực hiện, đáp ứng tiến độ cung cấp vật liệu cho các